Thưa quý vị, khoa học đã chứng minh là con người dành ra hơn cả một nửa quãng đời của mình cho giấc ngủ để có thể là tái tạo lại năng lượng. Tuy nhiên, quý vị nghĩ sao nếu như mà suốt cả một đêm dài chúng ta nằm trên chiếc giường mà chúng ta cứ cảm thấy là khó chịu trong cơ thể của mình sau cả một ngày dài làm việc, đúng không ạ? Đặc biệt đối với những người lớn tuổi, chỉ cần vận động một chút xíu nhẹ thôi là ở những cái phần xương khớp hay là những cái phần thắt lưng rất là dễ bị đau, thưa quý vị. Như vậy thì chúng ta cần có ngay một người bạn đồng hành để có thể là hỗ trợ vấn đề lưu thông khí huyết, giảm đi những cái sự đau đớn và mệt mỏi đó. Thì ngày hôm nay trên VTV Hyundai Home Shopping, chúng tôi sẽ mang đến cho tất cả quý vị một người bạn đồng hành. Và đó cũng là một món quà mà Quang Quý tin chắc rằng tất cả chúng ta có thể là gửi tặng ông bà, cha mẹ, những người lớn tuổi trong gia đình của mình mọi người nha. Đó chính là chiếc nệm massage toàn thân đến từ thương hiệu Perfect GS, thưa quý vị. Như quý vị cũng thấy ở đây là chúng ta có thể là sử dụng ngay chiếc nệm massage toàn thân này nè, ở nhiều vị trí khác nhau, đúng không ạ? Quý thấy nha, là mình có thể để lên trên bề mặt ghế sofa hoặc là trên chiếc giường nằm của nhà mình là lý tưởng nhất luôn. Quý vị thấy rằng là 10 motor trải đều từ phần cổ nè, phần bả vai nè, phần lưng nè, phần hông nè, bắp đùi và cả là cái phần bắp chân của chúng ta nữa, khiến cho mình đó là vừa nằm vừa được thư giãn nghỉ ngơi, chỉ cần 15 phút mỗi ngày thôi quý vị nhá. Sản phẩm của mình có thiết kế rất là gọn gàng, tiện lợi để mình còn mang theo đi du lịch nữa. Và với mức giá đặc biệt ngày hôm nay, quý vị sẽ còn có thêm quà tặng ưu đãi nữa đấy ạ. Nhanh chóng sở hữu ngay nệm massage toàn thân Perfect US chỉ với 790.000 đồng, bảo hành 12 tháng, nhận tặng thêm một gói kẹo sâm 200g nữa. Nhanh chóng đặt hàng ngay bây giờ ạ, để chúng tôi giao về tận nhà cho quý vị, để từ nay mình có được một sản phẩm giúp cho mình thư giãn ngay tại nhà của mình, rất tiết kiệm thời gian và còn tiết kiệm cái chi phí nữa quý vị nhé. Nhanh chóng đặt hàng cùng VTV Hyundai Home Shopping. Bạn đang có những triệu chứng đau lưng, cổ, vai, cột sống do phải thường xuyên lao động chân tay, nhân viên văn phòng làm việc căng thẳng và mệt mỏi, người lớn tuổi hay đau nhức các vùng khớp và vùng cơ, hãy đặt hàng ngay nệm massage Perfect US mọi người nha. Sở hữu ngay bây giờ với nệm massage toàn thân Perfect US, mức giá ưu đãi của VTV Hyundai giao về tận nhà cho quý vị 790.000 đồng, bảo hành động cơ 12 tháng cho quý vị luôn, và được nhận tặng thêm một gói kẹo sâm 200g để dễ dàng sử dụng. Với dòng sản phẩm lần này, nệm massage toàn thân Perfect US đa năng với nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể, massage cổ, massage vai, massage lưng hay là cả massage chân quý vị nha. Chỉ với 15 phút thư giãn cơ thể mà thôi, chúng ta đã có thể cảm giác thoải mái cả một ngày dài. Sở hữu ngay nệm massage toàn thân của thương hiệu Perfect US với 10 motor massage ở những vị trí khác nhau, từ vùng cổ nè quý vị, vùng vai của mình, vùng lưng, bắp đùi và cả bắp chân nữa, và kết hợp cùng với lớp vải bọc bằng chất liệu satin cao cấp, mềm mại, thoáng mát và êm dịu cho phần lưng của mình. Ba cường độ mạnh, nhẹ, trung bình cùng với chế độ massage tự động ngắt nữa, nên quý vị chúng ta dễ dàng sử dụng luôn, giảm ngay cảm giác đau nhức và giúp các vùng cơ luôn thoải mái mỗi ngày. Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khách hàng trên VTV Hyundai Home Shopping, và chắc chắn là thông qua những hình ảnh vừa rồi cũng như là những chia sẻ của Quang Quý và Tú Trinh đến cho tất cả mọi người, thì chúng ta tự nhiên là thấy mình ở đâu trong đó, đúng không ạ? Quý vị hãy thử tưởng tượng xem, cả một ngày dài làm việc nè, chúng ta quay trở về nhà rồi chúng ta cứ bị đau cổ, vai, đau gáy cổ nè, hay là chúng ta bị đau thắt lưng, hay là cả vấn đề là đau bắp chân hay là cả bắp chuối nữa quý vị nha. Đối với rất là nhiều những đối tượng khác nhau, những người lớn tuổi thì vấn đề đau nhức là không thể tránh khỏi khi thời tiết thay đổi rồi nè. Những bạn trẻ thì như thế nào? Nhân viên văn phòng cứ thường xuyên ngồi và phải thẳng lưng như vậy nè, rồi nhìn vào cái màn hình vi tính suốt cả một ngày dài làm việc, hay là các bạn trẻ ham mê luyện tập thể dục thể thao, nhìn thì khỏe đó nhưng mà nhiều khi bị căng cơ, thưa quý vị. Như vậy phải có một biện pháp để chúng ta có thể là giải tỏa hết những tình trạng đó, và ngay bây giờ sẽ là một người bạn đồng hành chúng tôi mang đến cho tất cả mọi người. Thưa quý vị, và người bạn đồng hành đó rất là quen thuộc và dễ dàng sử dụng luôn, với chiếc nệm massage toàn thân đến từ thương hiệu Perfect US quý vị nha. 10 motor giúp quý vị chúng ta massage từ vùng cổ nè, vùng vai gáy nè, vùng lưng, vùng hông, vùng bắp đùi và cả bắp chân của chúng ta nữa, cùng với lại nhiều chế độ chúng ta dễ dàng sử dụng. Và quý vị thấy đó, sản phẩm của mình giúp cho mình sử dụng được ở nhiều không gian khác nhau, phù hợp cho mọi đối tượng cùng sử dụng quý vị nha. Nhưng đặc biệt hơn là chúng ta mua sắm ngay bây giờ đó quý ạ, giúp cho mình thư giãn ngay tại nhà của mình ở nhiều vị trí khác nhau mà chỉ có mức giá là 790.000 đồng thôi. Đúng rồi, thưa quý vị, chỉ với 790.000 đồng thôi mọi người nha. Do vậy thì trên rất là nhiều những mặt phẳng khác nhau thì chúng ta đã có thể là có ngay một cái người bạn để chúng ta có thể là massage rồi. Và chắc chắn là với tất cả quý vị, Quang Quý tin chắc rằng việc đầu tư vào sức khỏe của chúng ta không bao giờ là đủ và cũng không bao giờ là thừa, đúng không ạ? Đó, cho nên là cứ có điều kiện thì chúng ta hãy cứ đầu tư vào sức khỏe của mình, và Quang Quý tin chắc rằng sự đầu tư này quý vị sẽ không hối hận đâu ạ. Tại vì bên cạnh những sự lợi ích của nó mà chúng tôi mang lại, thì trong chương trình ngày hôm nay, ngoài mức giá là 790.000 đồng, còn có thêm phần quà kèm theo, đó chính là một gói kẹo sâm quý vị nha. Với ở bên trong là có rất là nhiều những viên kẹo sâm nè, với trọng lượng lên tới là 200g. Đó, chúng ta có thể là ăn trong suốt cả một khoảng thời gian dài, và thậm chí là mình cũng có thể là vừa nằm massage vừa ngậm kẹo nữa. Đó.
Như vậy thì rất là thoải mái và tiện lợi đúng không ạ? Ngay bây giờ sẽ là khoảng thời gian tất cả quý vị nhanh chóng alo vào tổng đài của chương trình. Và chắc chắn dòng sản phẩm lần này chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc và miễn phí chi phí vận chuyển mọi người nha. Thưa quý vị, nếu như mà chúng ta đang có những triệu chứng mà mình thường xuyên gặp phải mỗi ngày, ví dụ như đau lưng, cổ, vai, cột sống do mình phải thường xuyên lao động chân tay mệt mỏi, nhân viên văn phòng chúng ta làm việc căng thẳng mệt mỏi suốt 8 tiếng đồng hồ, hoặc là những người lớn tuổi hay đau nhức các vùng khớp cơ trên cơ thể của mình, thì đừng chần chừ, hãy đặt ngay Đà Nệm Massage Perfect US. Với dòng sản phẩm ngày hôm nay, chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị nệm massage toàn thân Perfect US, mức giá trên VTV Hyundai Đài Home Shopping 790.000 đồng quý vị nha. Bảo hành động cơ trong thời gian 12 tháng, tặng thêm cho quý vị một gói kẹo sầm 200g. Và với nệm massage toàn thân Perfect US sẽ rất đa năng với nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể của mình, vừa massage cổ nè, massage vai, lưng và cả massage chân của mình nữa. Và quý vị ơi, chỉ cần 15 phút thư giãn cơ thể ngay tại nhà thôi, thoải mái cả ngày. Với sản phẩm nệm massage toàn thân Perfect US với 10 motor massage ở những vị trí khác nhau, vùng cổ nè, vùng vai, vùng lưng, bắp đùi và cả bắp chân nữa quý vị nha. Lớp vải bọc bằng chất liệu xà phiền cao cấp, mềm mại và thoáng mát với 3 cường độ mạnh, nhẹ, trung bình và chế độ massage tự động ngắt quý vị ạ. À, giảm cảm giác đau nhức và giúp các vùng luôn luôn thoải mái. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nhìn thấy là mỗi đêm bố mẹ của mình là những người lớn tuổi thường xuyên trăn trở và khó ngủ đó quý ạ. Bản thân của chúng ta cũng cảm thấy không hề vui một chút nào cả. Sáng ngày hôm sau thức dậy tinh thần không hề phấn chấn quý vị nha. Hoặc là đôi khi chỉ cần làm việc một chút xíu thôi, nào đau cái phần lưng nè, rồi mệt mỏi cái phần cổ, vai, gáy và cả cái phần chân của mình nữa cũng bị nhức mỏi luôn. Quý vị ơi, lúc đó thì sao ạ? Ở nhà của mình nếu như có ngay một chiếc nệm massage toàn thân của thương hiệu Perfect US như vậy đây, thì chỉ cần kết nối với nguồn điện thôi. Còn lại hãy để cho chiếc nệm massage toàn thân của mình giúp chúng ta thư giãn toàn bộ cơ thể, từ cái phần cổ của mình nha, phần vai nè, rồi cả cái phần hông, phần lưng và phần bắp chân và cả bắp đùi của mình nữa, tức là những cái vùng cơ chúng ta thường xuyên bị nhức mỏi, từ những người lớn tuổi nè, những anh chị em làm việc văn phòng, những bạn trẻ mà chúng ta thường hay bị đau nhức cho chúng ta là tập luyện dục thể thao hơi nhiều quý vị nhé. Thì với dòng sản phẩm này rất là tiện lợi để chúng ta thư giãn tại nhà. Và quý à, Trinh nghĩ là mình chỉ cần từ 15 đến 30 phút thôi, tức là chúng ta chia ra buổi trưa 15 phút khi mà chúng ta ngủ trưa, buổi tối trước khi mình đi ngủ 15 phút nè, hoặc là khi chúng ta buổi chiều mình vừa ngồi xem TV đọc sách, chúng ta vẫn có thể sử dụng ngay chiếc nệm massage toàn thân của thương hiệu Perfect US luôn. Đúng rồi thưa quý vị, và sẽ phù hợp với rất là nhiều những đối tượng khác nhau, không chỉ là những người lớn tuổi trong gia đình của chúng ta đâu quý vị nha. Những bạn trẻ chúng ta thường xuyên luyện tập thể dục thể thao là mình bị căng cơ, mình bị khó chịu trong cơ thể của mình trong suốt cả một ngày dài chúng ta ngồi máy vi tính văn phòng mọi người nha. Thì đây cũng sẽ là một người bạn đồng hành rất là tuyệt vời, và chỉ có trong chương trình ngày hôm nay mà thôi, chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị mức giá cực kỳ hấp dẫn 790.000 đồng, còn có quà tặng kèm theo là một gói kẹo sâm quý vị nha. Nhanh tay sở hữu ngay cùng với chương trình, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Thưa quý vị, và giờ đây thì chúng ta đã có ngay những chiếc nệm massage toàn thân của thương hiệu Perfect US, và quý vị thấy đó, Trinh và Quang Quý ở trong một không gian từ phòng khách của nhà mình nè, với chiếc ghế sofa quen thuộc, hay là chúng ta di chuyển vào trong không gian phòng ngủ với cái chiếc giường thân yêu của mình. Mỗi ngày chúng ta đi làm về mệt mỏi đó quý à, thay vì là chúng ta cảm thấy khó chịu, đau nhức và chúng ta không còn năng lượng nữa mà chúng ta dùng bữa cơm gia đình hay là trò chuyện với các con các cháu của mình, thì quý vị ơi, chỉ cần thư giãn 15 phút thôi nha. Ở đây mình chỉ cần lấy ngay ra chiếc nệm massage toàn thân đến từ thương hiệu Perfect US, vừa gọn nhẹ vừa dễ dàng sử dụng. Và mình làm gì ạ? Mình trải ngay ra trên chiếc giường của nhà mình nè, trên chiếc ghế xếp nè, hay là ghế sofa, để sau đó là mình bắt đầu có thể chúng ta thư giãn luôn. Và tất nhiên là thư giãn toàn bộ cơ thể thì sẽ giúp cho mình nhanh chóng phục hồi năng lượng và làm giảm đi cái cảm giác là đau nhức căng cơ, nhất là ở cái vùng cổ, vai, gáy khi mà chúng ta phải thường xuyên ngồi làm việc với máy tính, phải không quý ha? Đúng rồi thưa quý vị, và thật sự là bây giờ chúng ta hãy cùng nhau phân tích một vài yếu tố liên quan đến việc là tại sao chúng ta nên sở hữu chiếc nệm massage này. Đúng quý vị rồi, nha. Đầu tiên là đối với ông bà cha mẹ, những người lớn tuổi trong gia đình của chúng ta, khi tuổi đã lớn rồi nè, cứ hoạt động một chút xíu thôi là sẽ bị đau nhức cả toàn thân luôn. Có nhiều gia đình nha, thì Quang Quý thấy là có những con cháu ở trong nhà, mỗi lần như vậy thì con cháu sẽ đấm bóp cho ông bà cha mẹ. Nhưng mà thật ra đối với những người lớn tuổi thì nhiều khi cứ phải ở nhà một mình thôi, con cháu thì cứ phải đi làm đúng không ạ? Đâu phải lúc nào mình cũng phải nhờ con cháu mình đấm bóp đâu. Đó, bị phụ thuộc rất là nhiều. Hay là bên cạnh đó có sử dụng những cái cây đấm như thế này nè, nhiều khi tại vì đấm ở cái vùng vai gáy của chúng ta hay là vùng lưng rất là khó mọi người nha. Nhiều khi nó cũng phải tốn thêm cái phần sức tay, mới vừa đỡ mỗi lưng thôi là lại đau tay tiếp. Đó, như vậy thì suốt cả một ngày dài chúng ta rất là cực khổ và khó chịu đúng không nào? Mọi người sẽ nghĩ đến chuyện là chúng ta phải sở hữu ngay một chiếc ghế massage.
Hay là bây giờ chúng ta hãy nghĩ tới đi, cái ghế massage ở thị trường bây giờ là bao nhiêu tiền thưa quý vị? Và chưa kể không gian trong phòng của chúng ta nó có đủ hay chưa, và có đủ để linh hoạt chúng ta mang từ chỗ này qua chỗ khác hay không? Đó là sự lựa chọn thứ hai. Cái ưu điểm thứ hai của dòng sản phẩm lần này, thứ nhất là rất là tiện lợi, thứ hai có thể dễ dàng di chuyển, thứ ba là phù hợp với túi tiền của tất cả chúng ta. Đó, cho nên là Quang Quý tin chắc rằng đây sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời, đúng không Hà Thu Trinh? Chính xác rồi Quang Quý à. Và bên cạnh đó thì quý vị thấy rằng là với chiếc nệm massage của chúng ta đó thì công suất hoạt động nó rất là êm ái và nhẹ nhàng, kết hợp cùng với việc là gì ạ? Nó sẽ massage được những vùng trên cơ thể của mình cùng với 10 motor luôn, trải dài từ cái phần cổ của mình nè quý vị, phần lưng nè, tới cả cái phần thắt lưng tức là phần hông của mình, rồi cả phần bắp đùi và cả phần bắp chân của chúng ta luôn, tức là massage những vùng mà chúng ta thường xuyên bị đau nhất quý vị nha. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng là ở ngay trên chiếc giường này nè, Trinh đã chuẩn bị luôn, đó chính là chiếc nệm massage toàn thân của thương hiệu Perfect US và đang hoạt động nha quý vị. Ở đây thì quý vị thấy rằng là cái phần remote của mình dễ dàng điều khiển với từng vùng ở tương ứng với từng cái chế độ massage khác nhau quý vị nha, mạnh, nhẹ hoặc là trung bình nữa. Và bây giờ thì để hoạt động như thế nào thì Trinh sẽ rải ngay trực tiếp luôn ở ngay trên bề mặt bằng chất liệu satin cao cấp của chiếc nệm massage toàn thân Perfect US này. Đó là những cái hạt đậu quý vị nha. Và sau đó Trinh sẽ bắt đầu Trinh khởi động luôn để quý vị chúng ta sẽ cùng quan sát thật là kỹ nha. Rồi bây giờ là quý ơi, hãy cùng nhìn với Trinh nha. Trinh chỉ cần rải ngẫu nhiên, và khi mà sản phẩm của mình nó chưa hoạt động thì quý vị thấy là những cái hạt đậu được rải ra nó nằm yên ở những cái vị trí này phải không ạ? Nhưng khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta khởi động quý vị nha, thì lúc đó sản phẩm của chúng ta sẽ hoạt động. Và quý vị thấy không ạ? Đây, ở chế độ đó chính là chế độ là hoạt động trung bình nè. Và chúng ta bắt đầu massage luôn là cả cái phần và toàn thân của mình, tức là quý vị thấy rằng là ở cái vị trí nào cũng vậy, những cái motor rung kết hợp ở phía bên dưới nó sẽ tác động lên cái vùng cơ đang bị đau nhất của chúng ta đó quý vị ơi. Tiếp tục rải thêm đậu cho quý cùng xem nha. Đó, và như vậy thì quý vị cũng có thể là tưởng tượng được là những cái hạt đậu đó cũng như là những bó cơ trên cơ thể của chúng ta mọi người nha. Khi mà có sự tác động về cái sự rung như vậy thì những bó cơ đó sẽ bắt đầu rung lên. Và khi mà khoa học đã chứng minh là khi mà cơ chúng ta bắt đầu rung lên thì nó cũng sẽ kích thích là lưu thông tuần hoàn máu ở bên trong cơ thể của chúng ta mọi người nha. Và khi mà máu huyết đã lưu thông tới những vị trí đó rồi, nó sẽ bị ức chế cái quá trình là hình thành những cái loại enzyme làm mỏi cơ đó quý vị. Đó, và bên cạnh đó nó cũng sẽ giúp cho máu huyết của chúng ta lưu thông tốt hơn, cung cấp oxy và cũng như là những hàm lượng dinh dưỡng vào trong những cái phần cơ đó, giúp cho cơ nhanh chóng phục hồi hơn và hạn chế những cái vấn đề đau nhức trong suốt cả một ngày dài làm việc mọi người nha. Và đó là một cái thí nghiệm mà chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị ngay trong phim trường ngày hôm nay. Và tại sao lại có được điều đó ngay trên một cái chiếc nệm massage toàn thân như vậy? Tại vì nói là chiếc nệm massage toàn thân, lý do vì sao ạ? Tại vì ở trên chiếc nệm nó mỏng, nó nhỏ, nó nhẹ như vậy thôi, nhưng mà có đến là 10 motor ở 10 vị trí khác nhau mọi người nha. Chẳng hạn là ở đây nè, quý vị cũng có thể thấy là ở đây có hai chiếc motor nè để có thể là massage cổ vai gáy của mình, hay là xuống một chút xíu là chúng ta sẽ massage vai, và xuống nữa là ngay phần lưng, và cuối cùng đó chính là ở phần chân và cả bắp đùi của mình mọi người nha. Đó, rất là nhiều những cái chế độ khác nhau giúp lưu thông tuần hoàn máu tốt nè, giảm căng thẳng, và từ đó chúng ta có thể là ngủ tốt hơn, ngủ ngon hơn, và có những cái cường độ khác nhau cho tất cả quý vị chúng ta có thể lựa chọn nè. Chẳng hạn như là một ngày đẹp trời chúng ta quay trở về nhà, chúng ta bị đau vai đúng không ạ? Thì mình cũng có thể là massage riêng biệt theo từng vị trí khác nhau. Bây giờ chỉ cần mở lên thôi quý vị nha. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần ấn vào nè, đúng cái vị trí là vai của chúng ta thôi, thì cái phần mà viên massage nó sẽ bắt đầu rung đó, cái phần động cơ massage ở phần vai nó cũng sẽ rung thôi. Và sau đó thì chúng ta sẽ ấn vào cái phần lưng, tùy thuộc theo từng nhu cầu của mình mọi người nha. Đây là có vai, có lưng nè, sẽ có cái phần chân dưới và cả phần mông, và cuối cùng là cả phần bắp chân của mình mọi người nha. Nếu như mà chúng ta không muốn massage riêng biệt từng vị trí trong cơ thể của mình thì mình sẽ có một cái chế độ massage khác ạ. Đó chính là chế độ massage tự động thưa mọi người. Ở đây là sẽ có tổng cộng là 5 chế độ massage khác nhau, từ M1 tới M5. Chúng ta chỉ cần ấn nút mode để có thể là thay đổi từ 1, 2, 3, 4, 5. Quý vị hãy cứ tưởng tượng đi ạ, 5 chế độ này là 5 bài nhạc giao hưởng khác nhau mọi người nha. Mỗi bài nhạc sẽ có một cái nhịp độ khác nhau, một cái độ rung khác nhau và một cái thứ tự rung ở những vị trí khác nhau. Do vậy thì chúng ta cứ việc thay đổi tùy thuộc theo sở thích của bản thân mình. Và ở mỗi chế độ như vậy thì chúng ta chỉ cần ấn vào nút intensity, có nghĩa là cường độ thưa quý vị, có thể là có mức độ nhẹ nè, là chữ L nè. Đó rồi, M là mức độ trung bình và chữ H là mức độ mạnh. Từ đó thì sẽ tùy thuộc theo từng nhu cầu của mỗi người ở những vị trí khác nhau và có thể là massage cả toàn thân của chúng ta mọi người nha. Và bên cạnh đó Trinh thấy rằng với những người lớn tuổi như là mẹ của Trinh ở nhà chẳng hạn, thì đó là chăm cháu hàng ngày, thành ra là mỗi khi mà bồng cháu nè thì cái phần vai, cái phần hông rất là đau luôn quý ơi. Thì những lúc như vậy tại sao là mình không có nhiều thời gian mình đi ra bên ngoài, thì đôi khi nó mất thời gian đi lại nè, rồi còn tốn kém chi phí cho mỗi lần làm những công việc massage như vậy quý vị nha. Nhưng mà bây giờ thì ở nhà quý vị thấy đó, trên chiếc giường của mẹ mình, của bố mình,
mình có thể trải ngay chiếc nệm massage toàn thân Perfect US này. Và cũng tương tự như vậy, mình sẽ có nhiều chế độ khác nhau quý vị nha. Và đặc biệt là chỉ với một lần đầu tư nhất mà thôi, mình sẽ có mức giá lên đến là 790.000 đồng. Mức giá này rất là ưu đãi và chúng ta chỉ một lần đầu tư để có ngay một dòng sản phẩm phù hợp cho tất cả mọi thành viên trong nhà của mình. Ngoài ra còn được nhận tặng thêm quà tặng là một gói kẹo sâm với trọng lượng là 200g nữa, lại còn được giao về tận nhà cho mình. Quý cứ nhẩm tính đi, một lần chúng ta mua sắm không mất thời gian đi lại nè, không tốn kém chi phí cho nhiều lần chúng ta đi massage bên ngoài, mà mình vẫn có thể là đảm bảo thư giãn được tại nhà của mình quý vị nha. Nên đây chính là cơ hội mà chúng tôi rất mong muốn quý vị hãy nhanh chóng đặt hàng ngay bây giờ, bởi vì ưu đãi này chỉ có trong đúng thời gian phát sóng là 30 phút mà thôi quý vị ạ. Và thưa quý vị, thời gian trong chương trình ngày hôm nay đang đếm ngược từ từ rồi mọi người nha. Nếu như mà tất cả những thành viên trong gia đình của chúng ta, đặc biệt là ông bà cha mẹ nè, xuất hiện những cái trường hợp như là đau lưng nè, đau vai gáy, đau cả thắt lưng và cả phần chân của mình, tối ngủ không được, ban ngày thì làm việc cảm thấy rất là khó chịu đúng không nào, thì hãy sử dụng ngay dòng sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay mọi người nha, để từ đó có thể là giải quyết hết tất cả mọi vấn đề ở bên trong cơ thể của chúng ta, giúp máu huyết của chúng ta sẽ lưu thông là tuần hoàn máu tốt hơn. Chúng ta chỉ cần nằm trên một cái mặt phẳng mà thôi, mình có thể là lựa chọn ghế sofa, giường nè, tùy thuộc theo nhu cầu của bản thân mình, và từ đó mình trải dài trên một mặt phẳng, tại vì cái độ dày của nó không có quá dày thưa quý vị, mà cũng rất là nhẹ nhàng luôn. Chỉ cần trải lên đâu thì nó sẽ ôm sát cái phần diện tích đó tới đó, và bắt đầu nó sẽ rung lên và sẽ massage phần cổ, vai, gáy và cả thắt lưng của chúng ta. Hay là ngoài ra nữa, trong những cái buổi trưa đi, hay là những cái buổi chiều tối mà chúng ta cảm giác là khó ngủ thưa quý vị, thì mình cũng có thể là trải ngay ở trên chiếc giường của mình. Tại vì theo khoa học đã chứng minh là nếu mà chúng ta massage theo một cái tần số ổn định và nhẹ nhàng thì giấc ngủ nó sẽ sâu hơn và dễ đi vào giấc ngủ hơn mọi người nha, giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn, tái tạo lại năng lượng sau suốt cả một ngày dài làm việc. Và chỉ có trong chương trình ngày hôm nay mà thôi, dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Perfect US mọi người nha. Và bên cạnh đó thì quý vị thấy rằng sản phẩm của mình lại còn có yếu tố tiện lợi, tức là sao ạ? Mình di chuyển được chiếc nệm của mình ở nhiều không gian khác nhau và rất là gọn nhẹ luôn. Chất liệu vải satin cao cấp bên ngoài bọc phủ cái phần motor, giúp cho mình là thư giãn toàn thân, phù hợp cho nhiều đối tượng cùng nhau sử dụng, từ các anh chị em làm việc văn phòng nè, những bạn trẻ nè, những bạn học sinh sinh viên, hay là những người lớn tuổi tại nhà của mình quý vị nhé. Đặt hàng ngay bây giờ để chúng tôi giao về tận nhà cho mình, còn có thêm sản phẩm quà tặng là một gói kẹo sâm 200g nữa. Thời gian không còn nhiều quý vị ơi, hãy nhanh chóng lên nào, đồng hành cùng VTV Hyundai Hồng Shopping. Hãy nhanh tay sở hữu ngay dòng sản phẩm lần này để có thể là loại bỏ đi những triệu chứng trong cơ thể của chúng ta: đau lưng, cổ, vai, cột sống và phải làm việc thường xuyên lao động chân tay. Nhân viên văn phòng làm việc căng thẳng và mệt mỏi, người lớn tuổi hay đau nhức các vùng khớp cơ khác nhau. Đặt hàng ngay nệm massage Perfect US mọi người nha. Sở hữu ngay nệm massage toàn thân của thương hiệu Perfect US với mức giá ưu đãi trên VTV Hyundai chỉ 790.000 đồng, bảo hành động cơ 12 tháng, nhận tặng thêm một gói kẹo sâm 200g với mùi vị thơm ngon nữa. Hãy nhanh chóng sở hữu cùng với chúng tôi nha quý vị. Với sản phẩm nệm massage toàn thân Perfect US đa năng với nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể, quý vị mong muốn massage ở những vùng nào ạ? Cổ, vai, lưng hay là cả chân, với rất là nhiều những motor massage khác nhau có thể là giúp cho chúng ta thư giãn cơ thể chỉ với 15 phút mà thôi, thoải mái cả một ngày dài. Chắc chắn rồi quý vị ơi, với 10 motor massage ở những vị trí khác nhau như là vùng cổ nè, vùng vai, vùng lưng, bắp đùi và cả bắp chân của mình nữa, kết hợp cùng với lớp vải bọc bằng chất liệu satin cao cấp, mềm mại, thoáng mát, cùng với ba cường độ mạnh, nhẹ, trung bình và chế độ massage tự động ngắt nữa, tiện lợi cho mọi người cùng sử dụng, giảm ngay cảm giác đau nhức, giúp các vùng cơ luôn luôn thoải mái hàng ngày. Thưa quý vị, dễ dàng sử dụng, tiện lợi khi di chuyển và cũng như là linh hoạt trên nhiều mặt phẳng khác nhau. Đó chính là một trong những ưu điểm mà ngày hôm nay dòng sản phẩm này chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị. Đó chính là chiếc nệm massage toàn thân đến từ thương hiệu Perfect US quý vị nha. Với 10 motor trải dài theo suốt cái chiều dài của chiếc nệm của chúng ta. Chúng ta muốn massage ở đầu mình chỉ cần điều chỉnh ở đó thôi, và nó cứ rung 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 liên tục như vậy sẽ giúp cho cơ của chúng ta được thư giãn mọi người nha. Và từ đó giúp cho hệ thống tuần hoàn máu của chúng ta sẽ hoạt động tốt hơn. Và những lúc như vậy, sau cái quá trình mà chúng ta mong muốn là mình có thể là mình ngồi mình nằm xong thì sẽ như thế nào ạ? Bình thường với những chiếc ghế massage nó to quá đi, rồi mình phải đẩy qua đẩy lại nhiều khi không có không gian đúng không ạ? Hay là chúng ta đi ra ngoài những cái cơ sở massage rồi cứ mỗi lần như vậy phải tốn thời gian, tốn thêm chi phí nữa. Tuy nhiên với dòng sản phẩm lần này thưa quý vị, chúng ta sau cái quá trình mà chúng ta làm xong chúng ta làm gì ạ? Đó, gấp lại. Rất là gọn gàng thôi thưa quý vị. Và từ đó thì mình cũng có thể là có một cái đai gài như thế này quý vị nha. Mình gài lại nó giống như là một cái chiếc túi nhỏ hay là một chiếc gối nhỏ đó, và từ đó thì mình có thể là
rất gọn ở trong tủ. Và những lúc mà mình mong muốn mình massage thì như thế nào, mình có thể là trải ra rất là nhanh chóng trên nhiều mặt phẳng khác nhau. Tại vì có nhiều cái nếp gấp như thế này thưa quý vị, nó sẽ ôm sát cái phần mặt phẳng và cũng như ôm sát cái phần cơ thể của chúng ta mọi người nha. Và mình chỉ cần là kết nối với lại cái phần nguồn điện ngay tại là nơi mà chúng ta đang cần phải nghỉ ngơi massage thư giãn quý vị nha. Và quý vị thấy rằng là ở lúc này nè, ở trên mặt phẳng bằng chất liệu là satin cao cấp của chiếc nệm massage toàn thân Perfect US, Trinh đã rải một lần nữa là những cái hạt đậu ở nhiều vị trí khác nhau và hoàn toàn ngẫu nhiên phải không ạ? Và khi mà chúng ta bắt đầu khởi động luôn cả sản phẩm của mình thì quý vị thấy đó, ở nhiều chế độ khác nhau nè, massage cái phần lưng, phần chân hay là massage toàn thân luôn, mình chỉ cần điều khiển cùng với phần remote rất là tiện lợi đi kèm, hoặc là cái chế độ nào quý vị mạnh, nhẹ, trung bình là cần thiết theo nhu cầu của quý vị thôi quý vị nha, là chúng ta đó có thể là dễ dàng sử dụng ngay thôi quý vị ạ. Bây giờ là Trinh sẽ bắt đầu là tăng cường độ lên quý vị nha. Khi mà chúng ta muốn là mình sẽ massage ở chế độ cao nè, khi mà chúng ta quá đau nhức hay là mệt mỏi, chế độ trung bình để thư giãn nghỉ ngơi, hay là cái chế độ nhẹ để mà chúng ta massage cơ thể của mình trước khi chúng ta đi ngủ quý vị nha. Mình massage vùng nào, vùng cổ nè, vùng vai nè, vùng lưng nè, hay là cả vùng chân của mình nữa, cứ thoải mái quý vị nha. 10 motor trải đều ở khắp bề mặt của chiếc nệm này với mức giá chỉ là 790.000 đồng, bảo hành động cơ trong vòng 12 tháng luôn, để quý vị chúng ta thoải mái sử dụng hàng ngày quý vị ạ. Trinh nghĩ đó quý ơi, đây là một cái món quà tuy nó rất là nhẹ về trọng lượng nhưng mà nó sẽ có hiệu quả về chất lượng, để từ đó thì những người mà chúng ta yêu thương như là ông bà cha mẹ của mình không cần phải đi ra bên ngoài, vẫn có thời gian thư giãn ngay tại nhà rất là thoải mái quý ơi. Đúng rồi thưa quý vị, và chắc chắn là tất cả quý vị chúng ta sẽ đặt ra thêm một cái câu hỏi là ủa tại sao khi mà chúng tôi nằm trên những cái sản phẩm mà nó có một cái độ rung nhất định ở một tần số nhất định, nó sẽ khiến cho chúng ta nó dễ dàng chìm vào trong giấc ngủ nhiều hơn và cũng như là nghỉ ngơi thoải mái hơn đúng không ạ? Tại vì khoa học đã chứng minh khi mà tác động lên cơ thể của chúng ta ở một cái lực nhất định và với một cái tần số đều đặn như vậy, thứ nhất nó sẽ làm thư giãn cái hệ thống thần kinh của chúng ta. Tại vì khi mà mình nằm xuống là cái phần tiểu não của chúng ta nè điều khiển mọi hoạt động trong cơ thể sẽ được thư giãn, tại vì máu nó sẽ bơm lên quý vị nha, sẽ đưa ra một cái tín hiệu cho não của bộ của chúng ta là đúng cảm giác rồi. Là cơ thể đang mệt mỏi rồi và muốn ngủ rồi mọi người nha. Mà không dừng lại ở đó, khi mà bắt đầu massage như vậy á, hệ thống máu huyết tuần hoàn trong cơ thể chúng ta nó sẽ lưu thông tốt hơn nè. Khi máu đi đến từng tế bào, từng hệ cơ quan trong cơ thể của chúng ta sẽ cung cấp gì nào? Sẽ cung cấp chất dinh dưỡng, sẽ cung cấp oxy, và những lúc đó thì những cái vết đau, những cái cơn đau nó sẽ được phục hồi rất là nhanh mọi người nha. Chỉ cần với một chiếc remote điều khiển mà thôi. Quý vị mong muốn điều khiển là chúng ta đang muốn là massage phần nào ạ? Ngay cái phần cổ nè, hay là cả ngay cái phần vai quý vị nha. Ở đây có cả rất là nhiều những cái nút bấm khác nhau để tất cả chúng ta có thể là điều chỉnh nha. Với 10 motor massage ở nhiều vị trí khác nhau. Và ngoài ra nữa, nếu mà chúng ta mong muốn là massage đều cả toàn thân của mình thì cũng có thêm là 5 chế độ. Mình chỉ cần ấn vào nút mode như vậy thôi là nó có thể là thay đổi rồi. Mỗi chế độ nó sẽ có độ rung khác nhau nè, tần số khác nhau, cường độ khác nhau và thứ tự rung ở những motor massage khác nhau nữa quý vị nha. Tuy nhiên ở mỗi chế độ như vậy chúng ta lại mong muốn như thế nào ạ? Với các chị em phụ nữ thì chỉ muốn là ôi massage nhẹ nhẹ thôi, chứ massage mạnh quá cái mình bị đau đúng không ạ? Nhưng mà với các đấng mày râu thì sao? Phải nhẹ quá hơn, không có si nhê. Đó cho nên là mình sẽ điều chỉnh cái intensity, có nghĩa là cường độ, mình ấn mạnh lên. Đó mình cứ ấn như vậy thôi. Chữ H là cao nhất, chữ M là ở giữa và chữ L là nhẹ nhất thưa mọi người. Tùy thuộc theo từng nhu cầu của những thành viên trong gia đình của chúng ta có thể là điều khiển rất là dễ dàng và tiện lợi chỉ với một chiếc remote này thôi mọi người nha. Đúng rồi thưa quý vị, và từ đó thì quý vị thấy rằng là việc mà chúng ta tiết kiệm chi phí là điều mà chúng ta có thể là cảm nhận được ngay. Bởi vì trung bình một lần quý vị đi ra bên ngoài thì mình massage phải là bao nhiêu tiền ạ? Và bên cạnh đó thì mình sẽ còn phải mất thời gian đi lại nữa. Nhưng mà giờ đây quý vị thấy đó là sở hữu ngay chiếc nệm massage toàn thân của thương hiệu Perfect US thì mình hoàn toàn chủ động hơn quý vị nha. Quý vị thấy rằng là ở đây rải khắp ở đây là 10 chiếc motor và bảo hành động cơ trong vòng mới là 1 năm luôn cho quý vị, để chúng ta yên tâm sử dụng. Và quý vị cần phải là massage khu vực nào trên cơ thể của mình, massage cái phần chân của mình nè, cái phần hông của chúng ta nè, hay là cái phần vai, phần cổ của mình nữa, hãy điều khiển cùng với chiếc remote nhỏ gọn nhưng mà dễ dàng sử dụng quý vị nha. 790.000 đồng là một chi phí rất là hợp lý cho một lần chúng ta đầu tư phải không quý ha, một lần giao về tận nhà cho mình, chưa kể là quà tặng thêm đi kèm nha quý vị, để chúng ta thư giãn cả ngày luôn, thư giãn tại nhà và tất nhiên cả những thành viên trong nhà của mình, từ những người lớn tuổi nè, những bạn trẻ nè, các anh chị em làm việc văn phòng, chúng ta đều có thể cùng sử dụng với nhau luôn đó quý vị. Đúng rồi thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng có thể thấy là với dòng sản phẩm này rất là phù hợp với rất nhiều những đối tượng khác nhau đúng không ạ? Không chỉ là phù hợp về chức năng mà còn phù hợp về cả túi tiền nữa quý vị nha. Ngày hôm nay chúng ta chỉ cần đầu tư nhắc lại một lần nữa chỉ với 790.000 đồng mà thôi, mình có ngay nệm massage toàn thân Perfect US quý vị nha, còn tặng thêm cho quý vị một gói kẹo sâm 200g nữa, cho nên tất cả quý vị chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm nè cùng với những dòng sản phẩm của chúng tôi. Và bên cạnh đó nữa, bình thường nếu mà chúng ta muốn mua sắm những sản phẩm như thế này á thì chắc chắn là quý vị sẽ suy nghĩ rất là nhiều, ôi lựa chọn cửa hàng nào đây và cửa
cửa hàng đó ở đâu đây, cái quá trình chúng ta di chuyển như thế nào, rồi chúng ta chạy về như thế nào, buổi sáng, buổi trưa hay là cả buổi chiều. Buổi sáng, buổi trưa, buổi sáng thì phải đi chợ nấu ăn nè, buổi trưa thì trời nắng quá, buổi chiều ngay giờ tan tầm, buổi tối phải ở cạnh gia đình của mình, rồi thời gian nào mình đi mua đồ đây ạ. Mọi người yên tâm nhé, VTV Hyundai sẽ lo hết tất cả điều đó. Quý vị chỉ cần đặt hàng cùng với chúng tôi mà thôi, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc và miễn phí chi phí vận chuyển quý vị nha. Thưa quý vị, miễn phí chi phí vận chuyển cho quý vị một dòng sản phẩm giúp chúng ta từ nay mình không còn phải cảm giác lo lắng về những cái vấn đề trên cơ thể của mình nữa quý vị nha. Ví dụ như là quý vị chúng ta thường xuyên cảm thấy là đau lưng nè, cổ, vai, cuộc sống của mình do phải thường xuyên lao động chân tay mệt mỏi, hay là nhân viên văn phòng mình làm việc căng thẳng mệt mỏi suốt 8 tiếng mỗi ngày, rồi người lớn tuổi hay đau nhức các vùng khớp cơ trên cơ thể của mình, thì quý vị đừng chần chừ nữa nha, đặt hàng ngay nệm massage Perfect US. Với nệm massage toàn thân Perfect US ngày hôm nay, mức giá trình VTV Hyundai Home Shopping chỉ với 790.000 đồng thôi quý vị nha. Bảo hành động cơ trong thời gian 12 tháng. Tặng thêm cho quý vị quà tặng là một gói kẹo sâm 200g. Sở hữu ngay nệm massage toàn thân Perfect US quý vị ạ, giúp cho mình giải quyết được nhiều vị trí trên cơ thể của mình thường xuyên bị đau nhức. Ví dụ như là phần cổ, vai, lưng và cả chân của mình đều được massage quý vị nha. 15 phút thư giãn cơ thể, thoải mái cả ngày. Với dòng sản phẩm ngày hôm nay, nệm massage toàn thân Perfect US với 10 motor massage ở những vị trí khác nhau, cổ nè, vai, lưng, bắp đùi và cả bắp chân quý vị nha. Lớp vải bọc bằng chất liệu satin cao cấp, mềm mại và thoáng mát với 3 cường độ mạnh nhẹ trung bình và cả chế độ massage tự động ngắt nữa chứ, giúp giảm cảm giác đau nhức, giúp các vùng cơ luôn luôn thoải mái. Nhanh tay sở hữu ngay cùng với chương trình nào. Thưa quý vị, nếu như mà chúng ta mỗi đêm mình phải thường xuyên đau nhức cái phần cổ, phần vai của mình rất là vất vả đúng không ạ? Thì tại sao chúng ta lại để cho trường hợp này, tình trạng này nó phải kéo dài như vậy? Bởi vì sao ạ? Ngày hôm sau mình thức dậy, mình làm việc một chút thôi, mình đã đau nhức rồi, nó hạn chế rất là nhiều về niềm vui trong cuộc sống của chúng ta quý vị nha. Hãy sở hữu ngay cùng với chúng tôi nệm massage toàn thân đến từ thương hiệu Perfect US, dễ dàng sử dụng ở nhiều không gian khác nhau và chúng ta yên tâm là massage được nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể của mình quý vị ạ. Nhanh chóng đặt hàng trong khoảng thời gian ngắn còn lại thôi, với mức giá là 790.000 đồng, chúng tôi giao về tận nhà cho mình nha, miễn phí giao hàng nè, nhận tặng thêm quà tặng là kẹo sâm với tổng trọng lượng là 200g nữa quý vị ạ. Còn chần chừ gì nữa, một món quà để chúng ta dành tặng đến cho tất cả những người mà chúng ta yêu thương, và quý ơi, thư giãn tại nhà thoải mái cả ngày luôn. Đúng rồi thưa quý vị, chỉ với 790.000 đồng mà thôi quý vị nha. Với dòng sản phẩm ngày hôm nay, quý vị yên tâm về chế độ bảo hành và cũng như là sự chính hãng của dòng sản phẩm này, rất là tốt cho cơ thể và sức khỏe của chúng ta. Nhanh tay sở hữu ngay cùng với chương trình và mọi người cũng chẳng phải lo về vấn đề mà có thể là phải đi di chuyển để có thể là mua hay là cả vận chuyển nữa quý vị nha. Dòng sản phẩm lần này chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc và miễn phí chi phí vận chuyển quý vị nha. Và ở những phút cuối cùng, chúng tôi mong cho tất cả quý vị chúng ta sẽ có những đơn đặt hàng thành công để có thể là thư giãn cơ thể của chúng ta suốt cả một ngày dài, tái tạo lại năng lượng và có cuộc sống thoải mái, hạnh phúc và tốt đẹp hơn mọi người nha. Và bây giờ thì quý vị cũng đừng chuyển kênh, tại vì trên VTV Hyundai Home Shopping của chúng tôi còn có rất là nhiều những sản phẩm đang chờ đợi tất cả quý vị có thể là mua sắm nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình mua sắm tiếp theo đang được phát sóng trên VTV Hyundai Home Shopping.